hân hạnh chào đón quý vị đang đến với Thông Gia Song Đấu mùa 2. Thưa quý vị, Thông Gia Song Đấu là một sân chơi tình yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện, với khung giờ phát sóng rất quen thuộc của chúng ta là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với sân chơi này, những chàng trai sẽ cùng đến đây để chinh phục một cô gái độc thân tuyệt đẹp của chương trình. Ngay bây giờ thưa quý vị, chúng ta hãy cùng gặp gỡ hội đồng các nhà trai, xin mời. Thì hôm nay chúng ta sẽ được gặp 4 vị phụ huynh đáng mến cùng với 4 chàng trai nhà họ. Đầu tiên là ba Tuấn Khanh, con trai Hoàng Anh, ba Điềm Đạm, con trai ngoan ngoãn. Gia đình thứ hai là mẹ Diệu Lành, con trai Văn Diện, mẹ Trẻ Trung, con trai giỏi giang. Gia đình thứ ba là ba Văn Hùng, con trai Trường Vũ, ba Thấu Hiểu, con trai có chí. Và cuối cùng là mẹ Bích Vân, con trai Gia Thịnh, mẹ Hoạt Bát, con trai tài năng. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là hội đồng nhà trai. Chúng ta cùng xem lần lượt từng gia đình sẽ giới thiệu như thế nào. Dạ, mời gia đình đầu tiên ạ. Xin chào Hiếu ạ. Dạ. Tôi tên là Tuấn Khanh. Tôi đến đây với con tôi là Hoàng Anh. Chúng tôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón gia đình đầu tiên. Dạ, xin mời gia đình số 2 ạ. Chào MC Phương Hiếu. Chào khán giả. Tôi tên là Võ Thị Diệu Lành, mẹ của Văn Diện. Tôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón gia đình số 2. Dạ, xin mời gia đình số 3 giới thiệu ạ. Cái là mình tên Văn Hùng, cái là con Trường Vũ, cái là đi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào đón gia đình số 3. Dạ, mời mẹ giới thiệu ạ. Xin chào Hiếu, xin chào quý vị khán giả. Tôi là Bích Vân, cùng con tôi là Thịnh, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, tuyệt vời. Quý vị thấy không, trên sân khấu lúc này là hai ông xui hai bà xui tương lai. Ngày hôm nay đến đây với đầy đủ trang phục cơm lê, áo dài, váy đầm lộng lẫy, để chúng ta quyết tâm là chúng ta chẳng những gặp nhà xui tương lai mà chúng ta còn chinh phục cho con trai mình nữa, phải không? Phương Hiếu xin thay mặt những người thực hiện chương trình đầu tiên là cảm ơn các cô chú đã dành thời gian đến với Thông Gia Song Đấu. Chúc các cô chú có những trải nghiệm thật tuyệt vời khi mà đến với chương trình ngày hôm nay, được không ạ? Dạ, mời các cô chú về chỗ chuẩn bị bắt đầu chương trình. Ngay lúc này, một điều thú vị là chỉ có quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ mới có thể biết được từng diện mạo của cậu con trai của bốn nhà này như thế nào thôi. Chứ hoàn toàn Phương Hiếu và khán giả có mặt tại trường quay cũng như nhà gái chưa biết được diện mạo của các cậu con trai này ra sao. Đó chính là điều đặc biệt dành cho nữ chính. Vậy thì nữ chính ngày hôm nay là ai? Mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi một đoạn video clip sau đây. Hồ Thùy Lan, 22 tuổi, diễn viên tự do. Cô đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim ngắn và cả phim chiếu rạp. MV do Thùy Lan đóng từng đạt hàng triệu view trên nền tảng mạng xã hội. Cô cũng từng đạt top 1 cuộc thi đại sứ thương hiệu. Thùy Lan là chị cả trong một gia đình có hai chị em gái ở Kon Tum. Hiện cô đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thùy Lan chia sẻ gia đình cô từng rất yên ấm, nhưng năm cô 18 tuổi thì ba mẹ ly hôn. Ba có gia đình mới, hai chị em Thùy Lan ở với mẹ. Đã có lúc ba mẹ con rất khó khăn. Cô từng chỉ có 500.000 đồng trong túi để đi ra Đà Nẵng tìm việc làm kiếm tiền nuôi em. Cô đã phải trải qua rất nhiều công việc như bán hàng quần áo, phục vụ quán ăn. Đã trải qua 3 mối tình, nhưng mối tình cuối để lại cho cô vết thương lòng rất lớn. Đó là khi cô phát hiện ra người yêu phản bội. Cũng chính vì thế mà suốt một thời gian dài, cô không dám yêu ai. Thùy Lan mong muốn tìm được một người bạn trai chung thủy, thấu hiểu mình, có thể là chỗ dựa vững chắc cho cô sau này. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ cô gái xinh đẹp này nhé. Hãy cùng chào đón Thùy Lan. Xinh quá đi. Quý vị khán giả có thấy xinh quá phải không ạ? Yeah. Bốn chàng trai ở trên phòng chờ thì sao ạ?
Dễ thương quá. Nào, bình tĩnh tự tin giới thiệu về mình cho nhà trai được biết cũng như chào khán giả nha. Dạ vâng, thì lần đầu tiên con xin gửi lời chào tới các bác có mặt hôm nay và gửi lời chào đến anh Hiếu ạ và toàn thể các bạn khán giả có mặt chương trình ngày hôm nay. Xin như vậy thì sao giờ vẫn còn độc thân vậy? Thì giống như anh ý thì ai cũng nghĩ em sinh như vậy lại sao không có người yêu. Thì thật ra là không phải là em không có người yêu mà là do em chưa tìm được một ai đó phù hợp với em ấy. Đúng không? Kiểu dạ. Những người mà có nhan sắc như anh em tụi mình á, người ta tưởng là mình có bồ là cái thứ nhất, đúng không? Dạ, đúng cái rồi. Thứ hai nữa là người ta không dám tiếp cận. Từng trải qua những mối tình rồi, chắc chắn là mình cũng có ít nhiều những kinh nghiệm trong tình trường. Mối tình nào để lại cho em ấn tượng sâu đậm nhất? Và mối tình nào khiến cho em phải hoàn thiện bản thân mình cũng như là rút ra được nhiều kinh nghiệm nhất? Dạ thì em cũng có 3 mối tình. Dạ thì chắc là mối tình cuối cùng là mối tình dạ là mối tình mà em khó quên nhất. Bọn em cũng yêu nhau được khoảng 2 năm thì bạn đấy yêu một người khác sau lưng em. Dạ nhưng mà lại để em phát hiện. À. Dạ, mà em phát hiện qua bạn nữ kia chứ không phải từ bạn nam của em. Nghĩa là mình phát hiện vô tình là qua bạn nữ kia. Dạ. Mới biết là quen cùng một người. Dạ đúng rồi. Ý em là như vậy đúng dạ, không? Dạ đúng. Khi đó em xử lý như thế nào? Lúc lúc đầu thì em bị kiểu bị ngạc nhiên. Sau em có hỏi là bạn với bạn đó quen nhau bao lâu? Thì bạn ấy kêu là khoảng 4-5 tháng gì đấy rồi. Em kiểu là thật hả? Nghĩa là cái cô gái đó cũng không biết em là bạn gái của anh này luôn. Dạ cũng không biết luôn. Trời đất ơi, vậy là hai cô gái bị dụ chứ không phải là một cô gái bị dụ. Dạ xong em mới hỏi là thế ông có nói là có quen ai đấy hay sao như nào không? Thì kêu là anh độc thân được 3 năm nay rồi. Trời ơi, tự nhiên em nói như vậy thì anh không phải là anh cũng là đàn ông mà anh cũng không có binh được. Đúng là có nhiều ông ngộ lắm. Luôn luôn là muốn thêm chứ không muốn bớt. Bây giờ đã sẵn sàng đi đến một tín hiệu vũ trụ mới. Dạ. Tín hiệu nào đưa em đến sân chơi này? Dạ, tín hiệu đầu tiên là do mẹ. Do mẹ? Mẹ em kêu là mẹ em có xem chương trình bên mình. Xong rồi mẹ em mở cho em coi. Xem kêu, wow. Xong rồi em kiểu là mẹ em mới kiểu khéo khéo em kêu là hay đi tham gia đi. Mẹ dẫn con đi. Dễ sợ. Giờ nói gì nữa thưa quý vị, chúng ta cùng gặp gỡ ngay Hội đồng nhà gái, xin mời. Hội đồng nhà gái sang xịn mịn nha. Được, vỗ tay chào đón nhà gái đến với chương trình ạ. Dạ, thưa hội đồng nhà gái, bên phía tay phải của chúng ta đây, đó chính là những vị phụ huynh của nhà trai. Bây giờ mời nhà gái cùng giới thiệu để làm quen. Dạ mời ạ. Xin chào toàn thể các gia đình nhà trai. Và xin chào MC Phương Hiếu. Dạ. Và toàn thể các khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi tên là Thu Hường, mẹ của Thùy Lan. Dạ. Mẹ sang trọng, hèn chi con cũng quý phái quá. Dạ rồi, cô nàng kế bên giới thiệu nào. Dạ, em xin chào MC Phương Hiếu cùng với các bạn khán giả trong trường quay. Em tên là Yến Nhi. Em đến đây là chị hàng xóm của bạn bé Lan. Là gần nhà lắm không? Dạ đúng, gần nhà sát bên luôn, đào cái dách là tới. À, dạ, đào cái dách là tới. Vậy là chơi chung với nhau từ nhỏ. Dạ đúng rồi, thân lắm. Mẹ qua đứng kế con gái mẹ hả? Mẹ làm hết hồn, tự nhiên vừa giới thiệu thân lắm thì qua mẹ tách hai đứa ra liền. Còn chàng trai bên kia em xin chào gia đình nhà trai. Em xin chào MC Phương Hiếu ạ. Xin chào tất cả các bạn khán giả có mặt ở đây. Em là Thịnh, đến đây với tư cách là bạn thân của Lan. Là bạn học cùng á hả? Dạ đúng rồi ạ. Có người yêu chưa? Dạ, em chưa. Chưa luôn ạ. Dạ. Khán giả ai chưa có người yêu? Chào đón gia đình đến với chương trình. Thưa mẹ, hồi nãy em có kể là đến với chương trình này là do mẹ có xem chương trình. Cái mẹ muốn con gái của mẹ là đến đây để tìm người yêu. Mẹ chia sẻ câu chuyện này được không? Vì sao mẹ đến đây ạ? Tôi cũng rất là hay xem một số các cái game show để làm mai cho các cặp đôi ấy. Thì dạ, tôi thấy có rất là nhiều các bạn đã tìm được ý chung nhân của mình mà lại phù hợp cả tính cách, sở thích rồi là
cái sự môn đăng hộ đối của hai gia đình đó. Và thấy rất là vui, cái kết quả rất là tốt. Nên là tôi cũng rất là muốn cho con gái mình được tham gia chương trình này để tìm được một người phù hợp với lại con của mình. Dạ, một lần nữa chào đón gia đình nhà gái về vị trí để bắt đầu chương trình ạ. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi lần lượt 4 vị phụ huynh nhà trai sẽ dùng 4 hành động dễ thương để miêu tả về những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của họ trên sân khấu. Từ hành động, gia đình nhà gái sẽ hội ý và đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình nữ chính sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do vì sao gia đình đó bị loại. Thưa quý vị, hân hạnh chào đón quý vị đang quay trở lại với Thông Gia Song Đấu. Và đây là vòng đầu tiên. Vòng đầu tiên của Thông Gia Song Đấu mang tên Con Tôi Là Số 1. Ngay bây giờ, chúng ta cùng hướng mắt về vị trí các gia đình nhà trai để xem ba nhà trai số 1 sẽ dùng hành động dễ thương gì để diễn tả về con của mình. Xin mời ba bắt đầu. Dạ cảm ơn ba. Trời, ba chơi dữ dội quá, ba quăng dài luôn. Làng có đoán được gì không? Em thấy cái cởi giày em đoán chắc đàn trai chắc cũng hơi bừa bộn. Là cậu con trai này chắc là hơi bừa bộn, đúng không? Em đoán thế. Tại vì đá giày ra như vậy, mình đoán thế. Dạ. Còn nhà gái nghĩ sao ạ? Hành động vừa rồi mẹ đoán muốn diễn tả về cái gì ạ? Mời nhà gái. Tôi cũng đoán rằng là anh này cũng bừa bộn. Dạ. Và bận rộn với một công việc giống như làm sếp hay chỉ tay năm ngón. Sếp chỉ tay năm ngón. Dạ, đoán thế là... rồi. Trong lịch sử loài người không có sếp nào mà đá giày đứng đó rồi chỉ tay năm ngón. Còn bạn gái thì sao? Em nghĩ là chắc bận cũng có một chức cao á, một chức vụ cao. Dạ. Chắc cũng là sếp. Dạ. Ha. Còn em trai? Theo em nghĩ thì bạn trai này cũng tính bừa bộn, nhưng mà khả năng cao là bạn có thể hơi gia trưởng một chút. Hơi gia trưởng một xíu. Dạ đúng rồi. Và cái cách đứng mà nói như vậy đúng không? Để xem nhà trai. Dạ thứ ba, nãy giờ ba đã làm một hành động mà khiến mọi người bàn luận rất là nhiều. Vậy thì ba hãy nói xem là hành động vừa rồi diễn tả điều gì về con mình và vì sao đối với ba, con trai của ba là số 1. Chúng tôi hiện đang có là kinh doanh 2 cửa hàng giày dép và một cửa hàng quần áo. Và bây giờ chúng tôi là để tạo điều kiện cho con chúng tôi, thật ra chúng tôi để cho con chúng tôi kinh doanh và để tạo điều kiện cho nó. Vì dù sao con chúng tôi là cũng dân IT, mà điều ước mơ của con chúng tôi là nó sẽ sau này sẽ mở hàng loạt cửa hàng kinh doanh quần áo và dẹp ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất tin tưởng con tôi vì con tôi là số 1. Nếu sau này bên đàn gái về làm dâu bên nhà tôi thì sẽ là chủ một số cửa hàng kinh doanh do con tôi đứng ra làm. Vậy là bà chủ đúng không? Được. Dạ. Theo bên nhà gái thì cũng nghĩ đây là một gia đình có điều kiện rất là tốt về mặt kinh tế, và cũng người con rể thì là cũng có một trình độ nhất định, và tôi cũng cảm thấy rất ưng về cái nền tảng của gia đình. Dạ. Hai thành viên còn lại thấy sao? Bé Lan thích một người môn đăng hộ đối. Nên là em thấy gia đình số 1 có nền kinh tế rất là ổn, ok. Nếu mà lấy về thì bé Lan là chủ giày hàng loạt shop giày rồi. Dạ. Nên là em thấy ưng. Hay quá, là em thấy cái môn đăng hộ đối là mình chịu liền. Dạ. Còn em trai em thấy sao? Dạ, theo em thấy thì cậu con trai không ổn anh ạ. Bởi vì nhà mình giàu, mình có điều kiện, nhưng mà đi học về suốt ngày chỉ rú ở nhà thì em không biết là cậu ấy có kiểu gọi là sao nhỉ? Gọi là có bị ngại giao tiếp hay là sao không ấy ạ?
À, có vấn đề gì không đúng không? Dạ vâng. Chứ thật ra ít ra cũng phải ra ngoài chơi với bạn bè. Vâng đúng rồi, phải giao tiếp tụ tập với bạn bè một chút ạ. Mình cứ ghi nhận những điểm cộng từ cậu con trai gia đình số 1 trước đi. Để xem nhà trai số 2, mẹ sẽ diễn tả hành động dễ thương gì về con mình. Dạ, mời mẹ lên sân khấu ạ. Em hành động nó giống gì không? Bác sĩ. Giống gì? Giống như bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ nào mà chích lên mặt? Anh thì giống tim filler. À, dạ, tim filler. Đúng không? À, dạ, nhà gái nghĩ sao ạ? À, theo suy đoán của nhà gái thì cậu này một là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ như con gái thôi. Dạ. Yeah. Nghĩ hai là có thể là làm make up trang điểm. Hay là cắt cũng tóc có gì thể đó. Theo bản thân em thấy thì có vẻ cậu này hơi điệu đà. Hơi điệu đà? Dạ. Tại chỉ lên mặt đúng không? Đúng rồi. Có thể là đẹp trai á anh. Có thể là đẹp trai. Cũng có thể chứ. Tại vì mẹ soi gương mẹ cười tươi như vậy chắc chắn là có lý do rồi. Để nghe. Dạ thưa mẹ, nãy giờ là mọi người cùng đoán thôi. Bây giờ mẹ hãy giải thích xem hành động vừa rồi mẹ diễn tả điều gì về con của mình, cũng như vì sao con của mẹ là số 1 thưa mẹ. À, con của mẹ rất là chỉnh chu, thích cái đẹp, cho nên đi làm nghề tim filler là chuyên làm đẹp trẻ mãi không già cho phái nữ, cho nên trong mắt của mẹ đó là con của mẹ là số 1. Bên cạnh đó là có một cái cửa hàng chuyên môn bán mỹ phẩm để làm đẹp cho tất cả chị em phụ nữ. Làm chủ một cửa hàng, làm chủ một cửa hàng mỹ phẩm. Ở nhà tính cách thì sao thưa mẹ? À, tính cách là hiền hậu, rất đẹp trai, giống Phương Hiếu lắm luôn. Dữ vậy sao? Một lát Phương Hiếu ra nhìn Phương Hiếu sẽ thấy như anh em sinh đôi. Dữ vậy sao? Không ngờ một nhan sắc như Phương Hiếu cũng lại có người cạnh tranh à. Mẹ nhà gái thân mến, nhà trai giới thiệu như vậy, mình thấy làm sao ạ? À? Tôi thấy bên nhà trai thứ hai đây thì cũng có rất là nhiều ưu điểm. Dạ. Thứ nhất là kinh tế vững vàng, nghề nghiệp ổn định, rồi đẹp trai thì cũng có thể là cho tôi những đứa cháu xinh đẹp. Đúng. Thế nhưng mà tôi cũng hơi lo ngại một chút vì cái việc là làm đẹp mà nhỡ ra một lúc nào đó lại đè con gái mình ra làm đẹp nữa thì mình cũng mình thích vẻ đẹp tự nhiên mà con mình lại mà lại tự dưng lại một lúc nào đó vì theo chồng lại làm đẹp tiếp đấy. Dạ, yeah, thật đó là phẫu thuật thẩm mỹ nó khác, còn này tiêm filler nó khác, giống như tiêm chất dưỡng chất vào mặt thôi chứ nó không đến nỗi là như phẫu thuật thẩm mỹ là ví dụ cắt cái mũi này gắn cái mũi khác vô. Thưa quý vị, mẹ nhà số 2 đã mang lại nhiều thông tin cho con trai mình. Để xem ba nhà số 3 khi mà nghe hai nhà trước giới thiệu như vậy có sốn sang và mong muốn chiến thắng để thể hiện hết mình hay không. Dạ, mời ba lên sân khấu để thực hiện hành động dễ thương. Dữ dội chưa? Cảm ơn ba. Oh, nhiều động tác ha. Đầu tiên là trái tim phải không? Em thấy hơi khó đoán nha. Cái sao là anh cũng khó đoán nha. Thì trái tim là chàng trai này ấm áp hay là chàng trai này là tấm lòng yêu thương thì mình còn hiểu. Gia đình nhà gái nghĩ sao ạ? À, theo hành động của bên nhà trai thứ ba thì tôi đoán là giới thiệu con trai làm nghề BT hướng dẫn tập gym gì đó. Ở BT tập gym mà nhẹ nhàng vậy luôn hả mẹ? Diễn viên hay là diễn viên múa. Múa cũng có thể múa hoặc là ảo thuật. Đúng có không? Thể đó.
Thế là tôi chỉ phỏng đoán thế thôi. Có thể là ET mà cũng có thể là diễn viên múa hay là nghệ sĩ làm ảo thuật gì đấy. Còn hai em có ý kiến gì khác không? Theo ông nghĩ thì như là bạn nam này là chuyên về yoga. Chuyên về yoga? Đúng rồi. Cũng có thể kiểu ấm áp, hòa mình vào thiên nhiên. Hòa mình vào thiên nhiên à? Dạ đúng. Đang đứng mà chuyển trạng thái xuống ngồi luôn là hiểu à? Dạ vâng. Cũng có thể. Để xem ba nhà số 3 giới thiệu như thế nào. Dạ mời ba. Ba diễn tả những hành động vừa rồi muốn nói lên điều gì và vì sao con ba là số 1? Xin chào MC, chào toàn thể đây. Ngày xưa là mình là bộ đội Campuchia, có một đứa con là đứa con nó đi bộ đội. Sau khi đi bộ đội về là nó đòi đi học và diễn viên điện ảnh. Diễn viên điện ảnh thì biểu theo nghề cha nó mà nó không chịu đi. Cái là trái tim dành chọn cho nó, dành cho nó mà nó không chịu đi. Nhưng mà mình làm cha làm mẹ cố gắng lo cho đang học để làm diễn viên điện ảnh. Nó rất là ngoan lắm, nó bản lĩnh. Cái là nó muốn sống cái là theo lý tưởng nó. Và đó là nhà trai số 3. Nhà gái nghĩ sao ạ? Theo tôi nghĩ thì một anh chàng đã đi bộ đội về thì cũng là một người có bản lĩnh, có ý chí. Và cũng anh này cũng chắc là cũng rất là kiên quyết theo nghề diễn viên điện ảnh. Nhưng tôi cũng muốn hỏi con trai của bên nhà mình là đã có những thành công nhất định nào trong ngành điện ảnh chưa? Hiện giờ em nó đang học diễn viên điện ảnh. Nghĩa là đang học trường sân khấu điện ảnh hay là sao? Dạ, ở sân khấu điện ảnh ở quận nhất. Dạ, học năm mấy rồi ạ? Được lần hai diễn viên điện ảnh rồi. Dạ, lần hai này là 2 năm. Năm 2. Năm 2 phải không ạ? Nhưng mà nó tại vì chắc lẽ là nó không cái là có người vợ chuẩn bị sắp cưới cái là vợ bỏ. Dạ. Thành công thì là nhưng mà nó vẫn không nghĩ tới bị gì, không nghĩ tới gia đình nữa. Nó đi học. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta cùng xem gia đình nhà trai số 4 còn lại sẽ dùng hành động gì để diễn tả về con của mình. Dạ mời mẹ. Gái nghĩ sao ạ? Tôi có 2 suy nghĩ. Dạ. Một là anh con trai của nhà trai thứ tư đây có thể bị bệnh gì đó về ở não. Dạ. Mà hai là có thể rằng là anh ấy là một bác sĩ chuyên chữa cho những người bị dạ, có 2 hướng, một là bệnh, hai là trị bệnh. Đúng rồi đấy. Em nghĩ là diễn viên hay đóng viên. Kịch hay đóng kịch đồ kiểu đóng vậy. Kịch. Cũng có thể. Rồi mẹ vỗ tay rồi. Dạ mời mẹ nhà trai giới thiệu về con của mình, vì sao con mẹ là số 1 ạ? Con trai của cô á là một diễn viên nổi tiếng. Cháu rất là quen mặt trên sóng truyền hình. Hiện cháu đang vào Nam để phát triển sự nghiệp. Wow. Con mà lấy được con trai cô á là con sẽ nổi tiếng. Vì trong lòng cô, con trai cô là số 1, nổi tiếng kìa. Người ta khẳng định con trai người ta là diễn viên nổi tiếng, quen mặt với khán giả truyền hình. Dữ dội chưa? Hoàn toàn có cơ sở là một gương mặt rất quen thuộc của chúng ta. Rất là hân hạnh được làm quen với lại một mẹ của diễn viên nổi tiếng. Thì đây là một cái này chắc là một viên ngọc hoàn hảo của nhà chị. Tôi cũng những người nổi tiếng thì tôi cũng rất là yêu thích, rất là nhiều bạn tài giỏi. Yeah. Và tôi cũng rất là mong là con gái tôi đấy cũng được giống như thế. Yeah. Thế nhưng mà có một điều là nếu một người nổi tiếng thì cũng rất là đi theo đó là một cái áp lực rất lớn.
để cho con gái của mình, vì một người đẹp trai hoàn hảo thì sẽ rất là nhiều cô gái vây quanh, và đấy nguy cơ tôi bị mất con rể cũng rất là nhiều. Đó là quan điểm của mẹ, suy nghĩ cũng phải á mẹ ha. Đúng tại rồi. Vì mấy người nổi tiếng mà đẹp trai nữa là lãng quảng là cũng nhiều cô gái theo là đúng. Em trai theo ông nghĩ thì Lan có thể nhờ vào sức lực của Lan để đi lên, chứ không cần phải dựa dẫm vào bạn người bạn trai nổi tiếng để làm gì cả. Oh, yeah. Nên là em không thích câu nói của mẹ bạn trai. Là câu gì? Nếu lấy con tôi thì sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng. Oh. Sẽ trở thành một người nổi tiếng. Sao em ghim câu đó kỹ vậy? Bởi vì em thích kiểu tự bản thân mình đứng lên và đi lên hơn là dựa hơi người khác. Yeah. Bốn nhà trai đã ra sức giới thiệu về con của mình một cách rất cặn kẽ rồi. Quan trọng là bây giờ nhà gái hãy hội ý và đưa ra quyết định xem đâu là cậu con trai mà qua lời kể của từng thành viên gia đình mình cảm thấy ít phù hợp với con gái nhà mình. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Để xem sau khi hội ý cân đo đong đếm thật kỹ thì gia đình nhà gái sẽ đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với gia đình số mấy. Dạ, mời mẹ. Suy nghĩ kỹ mẹ nha. Tôi xin phép được dừng cuộc chơi với gia đình số... Số 3. Với gia đình số 3. Lý do vì sao thưa mẹ? Quan điểm của tôi thì nghĩ cũng không hẳn là cần phải một người thông gia có phải thật giàu có, chuyện đó cũng là bình thường thôi. Nhưng cái hoàn cảnh như vậy đấy, anh con trai cũng chưa có một cái cơ sở nghề nghiệp ổn định để cho con gái tôi dựa vào. Vậy thì để xem khi cậu con trai gia đình số 3 xuất hiện tại đây, chúng ta sẽ rõ ngọn nguồn hơn là vì sao cậu ấy không theo nghề gia đình mà lại mong muốn theo nghề diễn viên. Đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, chúng ta đang trở lại để chuẩn bị đến với phần lộ diện đầu tiên của cậu con trai gia đình số 3 đã bị dừng cuộc chơi. Cùng gặp gỡ cậu con trai gia đình số 3. Dạ, hồi hộp không? Dạ, rất là hồi hộp. Đang hồi hộp phải không? Ở trên phòng chờ là nghe diễn biến ở đây hết rồi, đúng không? Nhà gái á thì lo là mình chưa có công việc ổn định, rồi nhà có công việc làm xây dựng, mà sao không chịu làm mà đi học diễn viên chứ vậy? Dạ, thì cái nghề nghiệp nó cũng ảnh hưởng tới tính cách của mình anh. Ừ. Thì đối với em thì em cần một cái gì đó nó tự do hơn. Nhà gái thấy sao khi bạn xuất hiện tại đây ạ? Tôi cũng nhận thấy thanh niên này thì cũng đẹp trai, chững chạc. Dạ. Và chỉ có rất tiếc là tôi nghĩ rằng là không phải là cái gì nhìn thấy đỏ cũng là chín. Và cũng thắc mắc là tại sao một người chuẩn bị đã cưới vợ rồi mà lại người ta lại bỏ. Tại sao tốt mà lại bị bỏ. Nên tôi cũng hơi lo lắng cho con gái tôi. Nếu cũng rơi vào đến tình trạng đó thì lúc đấy nó sẽ rất là muộn. Như vậy đấy. À thật ra cái điều này nãy giờ mình cũng quên mất. Bây giờ mẹ nhà gái nhắc lại thì mới nhớ. Ba có chia sẻ là em đã từng chuẩn bị kết hôn, rồi thì lại
không có đến được với nhau. Thì cũng nguyên nhân vì sao nhỉ? Cái đó là bọn em là cái mối tình của em thì nó kéo dài từ cấp 3 cho tới trước khi em đi bộ đội. Thì sau đó thì bạn đó cũng có nói là chờ em, nhưng mà sau khi em đi về thì mới nghe tin là bạn đó lấy chồng nước ngoài. Trong thời gian bạn trai đi bộ đội thì cô gái ở nhà lấy chồng khác. Cái lý do là như vậy, chứ không phải là đến từ cậu này có cái gì xấu xa cả. Thôi thì chắc là không có duyên. Chưa có duyên, dạ. Em khi thấy anh xuất hiện tại đây thì em có khác suy nghĩ với gia đình của mình không? Giống như mẹ em có nói là một người đàn ông cần có sự nghiệp. Thì cái em cũng đồng quan điểm với mẹ. Đã đam mê thôi thì cứ quyết liệt nha. Chúc em nhiều may mắn. Dạ, mời ba xuống đây ạ. Nghe con của ba chia sẻ chắc là ba cũng tự hào phải không? Tại vì chững chạc rồi, lớn rồi, có đam mê đó. Chỉ mong bây giờ là nhà mình đã có điều kiện sẵn. Quan trọng là bây giờ hãy chấp thêm đôi cánh cho em, để em nó có thể thực hiện đam mê của nó nhanh nhất có thể, sớm nhất có thể, để chẳng những báo hiếu cho cha mẹ mà còn mang về nàng dâu tương xứng. Chúc gia đình mình nhiều may mắn. Dạ, cảm ơn ba và em đã đến với Thông Gia Sông Đồng. Thưa quý vị, thật tiếc một gia đình đã phải dừng cuộc chơi. Không sao cả, từ 4 gia đình, chúng ta còn 3 gia đình xuất sắc để đến với vòng tiếp theo mang tên Trái Tim Chân Thành. Ở vòng 2 này, 3 chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có 1 phút chinh phục trái tim nữ chính bằng những lời ngọt ngào và 30 giây để gửi gắm cảm xúc chân thành của mình qua những hành động cụ thể. Sau đó, các bậc phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ cho con trai mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Tiếp sức cho con trai của mình bằng 60 giây thuyết phục nhà gái chọn con trai của mình. Sau vòng này, gia đình nữ chính tiếp tục loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, chào đón quý vị đang đến với vòng 2 mang tên Trái Tim Chân Thành. Không để mất thời gian nữa, chúng ta cùng gặp gỡ cậu con trai gia đình số 1. Chào anh Hiếu và ba mẹ và nhà gái. Em là Hoàng Anh, là đang là sinh viên năm 2, hiện là đang học và có ba mẹ có kinh doanh quần áo với giày dép. Dạ, hồi nãy ba em có đá đôi giày có nhớ. Dạ. Em học ngành gì? Dạ, em học IT. Công nghệ thông tin phải không? Và... Là chuyên về phần mềm hay phần cứng? Dạ, phần mềm. Dạ. Và ước mơ sau này là mở một chuỗi cửa hàng bán quần áo và giày dép. Dạ, nối nghiệp ba phải không? Hồi nãy là ba chia sẻ kinh kỳ rồi đó. Dạ. Cho anh hỏi nè, nãy giờ ở trên phòng chờ, theo dõi diễn biến dưới đây, bây giờ gặp mặt trực tiếp từ cự ly này thì em thấy Lan như thế nào? Dạ, bạn nữ xinh hơn. Xinh hơn ở trên màn hình phải không? Quan trọng như vậy, tại vì phải có cảm xúc mới thể hiện phòng này được nha. Dạ. Vậy thì mời Lan về gót qua đây em. 1 phút dành cho 2 bạn, bắt đầu. Thì em có tin vào tình yêu sét đánh không? Em cũng tin. Nếu em không tin thì đây là anh đã là nạn nhân đầu tiên của tình yêu sét đánh. Hiện là em đang học hay là làm gì? Nay em không nghe rồi. Em đi làm, em làm giúp viên. Dạ. Nếu em chọn anh thì chắc có lẽ là mấy năm sau chuỗi cửa hàng giày dép là em đứng tên. Còn thời gian, còn thời gian. Tiếp tục. Em gặp anh lần đầu có thấy điểm gì không? Thấy hết giờ. Dễ rồi, em trai, 1 phút trôi qua khá là nhiều thông tin được gửi gắm rồi đấy. Bây giờ 30 giây tiếp theo là mình hành động nha, để gửi cảm xúc chân thành. Em nghĩ rằng hành động nào mang lại nhiều cảm xúc nhất cho cô ấy thì em hãy làm. 30 giây bắt đầu. Không nói. Hi.
tiếp tục liên tục. Phái đẹp, quần áo, giày dép chắc chắn là rất thích, đúng không? Nó làm cho mình đẹp hơn, tự tin hơn mỗi ngày, phải không? Mà em còn được làm bà chủ của cửa hàng quần áo, giày dép, chứ không thèm là em đi đến em mua nữa. Thoải mái, ha, cũng có nhiều sự thú vị. Cảm ơn em trai. Dạ ba ơi, con trai của ba làm khá tốt rồi. Bây giờ ba giúp cho con trai của ba nói thêm lời ngon tiếng ngọt với nhà gái nha, để thuyết phục nhà gái. Một phút dành cho ba, bắt đầu. Thì cứ như nãy tôi đã giới thiệu rồi, con tôi là số 1. Lúc nào tôi cũng tin tưởng con tôi, cho nên chúng tôi đã giao cửa hàng cho con tôi nó tự lập để kinh doanh. Và tôi cũng hy vọng là nếu bên nhà gái chọn con tôi, sau này sẽ thành lập một số cửa hàng sẽ đứng tên con gái của bên nhà gái. Và tôi cũng cam kết là con tôi sau này sẽ là một chàng rể quý của gia đình, và nhất là sẽ làm một người chồng mẫu mực đối với con gái của bên nhà gái. Tôi tin như vậy. Dạ tuyệt vời, một tràng vỗ tay cho ba nhà trai ạ. Cam kết mạnh mẽ ba ha. Rõ ràng là con trai của nhà số 1 hiền ha, mẹ ha, mình ghi nhận cái điều đó. Quan trọng là còn lại mẹ và em cân nhắc nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều, chúc em gặp nhiều may mắn. Tạm chia tay với cậu con trai gia đình số 1, chúng ta cùng gặp gỡ ngay với cậu con trai nhà số 2. Xin mời. Dạ, rồi chào em trai. Dạ. Rồi cái mặt này cũng giống em thiệt. Nãy mẹ nói là giống, Phương Hiếu là có giống thiệt nha. Dạ. Lúc mà anh tròn tròn cái mặt anh, cái gò má của hai đứa mình lợi thế là mình có hai bé nọng hai bên. Phải không? Dạ. Dễ thương mà, mặt mình tròn, bầu tròn, dễ thương, không sao. Rồi, giới thiệu về mình cũng như về công việc, tên tuổi một lần nữa cho mọi người được biết. Cũng như hồi nãy mẹ giới thiệu cái gì mà chưa đủ về mình á, em muốn nói thêm, em cũng có quyền nói luôn, mời em. Dạ, em chào anh. Chào tất cả mọi người và chào mẹ, chào cô chú và chào bên anh chị nhà gái và chào mẹ bên bạn gái. Thì em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Diện, thì em sinh năm 1994. Thì hiện tại thì em làm rất là nhiều công việc, nhưng mà trước đây thì em có làm tim filler Botox. Nhưng mà sau này em thấy là cái đó là nó chuyên về thẩm mỹ, thì em có chuyển sang kinh doanh. Thì hiện tại em có kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh mấy cái sản phẩm filler Botox. Dạ, yeah, hay quá. Mình sẽ có một phút. Đầu tiên là một phút để thể hiện lời nói chân thành. Em nói gì cũng được trong một phút đó. Sau đó là 30 giây thể hiện hành động để gửi gắm cảm xúc chân thành. Thời gian dành cho hai bạn, bắt đầu. Em đẹp quá. Em cảm ơn. Em có rung không em? Dạ em. Anh cũng rung. Em cũng thấy mà. Thì nói chung là anh không biết nói gì hết, thì anh chỉ mong là em chọn anh thôi. Thì nói chung là anh không phải là một người giỏi anh nói. Thì trước đây thì anh cũng có tham gia nghệ thuật, nhưng mà anh cảm thấy là lúc đó là anh sống tự lập. Thì mẹ có dặn anh là con phải sống tự lập. Mẹ bây giờ nói chung là mẹ có tất cả, nhưng mẹ không bao giờ cho con. Thì anh giống như một con chim quý ở trong lòng vậy đó. Anh không có được tiếp xúc nhiều. Nhưng mà sau này anh phát hiện là anh có tình cảm với một bạn nữ, thì mẹ bảo là thôi con cứ giữ tình cảm đó đi, hợp thì tính tiếp, không thì thôi, tùy con quyết định. Cuộc sống của con muốn làm thì con làm. Thì anh rất là ngoan, anh rất là nghe lời mẹ, nhưng bây giờ là anh nghe lời anh thì anh tất cả mọi quyết định là do anh. Dạ, hết giờ. Dữ dội chưa? Là ít nói dữ chưa? Thôi 30 giây tiếp theo nè.
truyền tải cảm xúc chân thành bằng một hành động mà mình nghĩ rằng mang lại nhiều cảm xúc nhất. 30 giây bắt đầu. Lận hành động nào khác nữa không? Nào, tiếp tục đi, ga lăng lịch sự nào đi. Tiếp đấu, tiếp đấu. Năm, bốn, ba, hai. Em thông cảm cho chương trình, tại vì khán giả của chương trình thì hơi bị bạo đó. Cho nên là những cái hành động như là nắm tay hay ôm nhẹ nhẹ đó thì bình thường thôi. Dạ, khán giả chương trình thì được cái là toàn là người trưởng thành hết rồi. Dạ, mẹ, đúng là con trai của mẹ như mẹ giới thiệu là có cái nét gì đó đẹp trai. Dạ, giống giống như Phương Hiếu. Nói vậy đi, cho em nó có tự tin hơn. Bây giờ mẹ hãy dùng một phút tiếp theo nha. Chinh phục gia đình nhà gái, thuyết phục nhà gái. Một phút bắt đầu. À, chào bên nhà gái. Chị cứ yên tâm đi, trước mắt là chị thấy một đôi rất là xứng lứa vừa đôi, trai tài gái sắc như là trời định vậy. Mà chị nhìn thấy không, hai đứa nó có gương mặt phong thê. Con gái chị mà đã xinh sẵn rồi, đẹp tự nhiên rồi, khi lấy con của em rồi á, không bao giờ bị già. Bởi vì già cái chất filler luôn là trẻ, trẻ mãi không có già. Chị biết không, con gái mình giao cho một người con trai mà nó săn sóc mờ con gái là quan trọng nhất, là sắc đẹp, trẻ mãi không già. Thì cái đó là quan trọng, là chị đã cứ yên tâm rồi đúng không? Đó, mà con em là coi như là có cơ sở vật chất, có công ăn việc làm đủ để bảo vệ nuôi con gái của chị. Hơn nữa là nó có bán cái shop mỹ phẩm, cho nên con gái mà nó rất thích bán đồ mỹ phẩm. Được. Đó, chị thấy không, hai đứa nói giống như mà duyên trời định vậy đó. Dạ. Chị hãy mở lòng nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn mẹ. Biết sao mẹ trẻ rồi. Tháng chắc chích filler mấy lần đó. Mẹ trẻ, phúc hậu. Đâu đó cũng có cái gen từ mẹ nha. Rồi, đây là cậu con trai gia đình số 2 đã vừa thể hiện xong mẹ nhà gái. Và chúng ta vẫn còn một cậu con trai nữa chưa gặp. Chúc em gặp nhiều may mắn và rất mong gặp em ở trong vòng cuối cùng nha. Chào tạm biệt cậu con trai nhà số 2. Cùng đến với cậu con trai còn lại nhà số 4. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Thịnh ạ. Và hiện tại thì em đang làm một diễn viên tự do ạ. Mẹ nói là em là một diễn viên nổi tiếng. Nhưng mà thật ra thì em chính là một diễn viên nổi tiếng trong lòng mẹ thôi. Còn ở bên ngoài thì con vẫn đang cố gắng mẹ ạ. Con vẫn đang cố gắng để có thể phát triển bản thân mình hơn nữa. Dạ. Một phút là để lời nói chân thành, 30 giây là hành động để truyền tải cảm xúc chân thành. Làm gì thở dữ vậy? Dạ. Chúc một người con gái xinh như này thì em cảm thấy khá là hồi hộp. Cố gắng nha, một phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Mình cũng có mục đích rồi. Và nhìn bạn khá là quen ấy. Có gặp ở đâu? Bạn khá là giống với người yêu tương lai của mình. Lúc này mình cũng khá là run ấy, mình cũng khá là hồi hộp ấy. Thì đứng trước bạn thì mình cũng không biết nói gì cả. Nhưng mà mình là một người rất là chân thành và tim mình đi, mình sẽ làm cho bạn hạnh phúc. Bạn có mong muốn gì với mình không? Hay là bạn có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Hình mẫu lý tưởng thì mình không. Vậy thì mình sẽ cố gắng làm sao để có thể trở thành một hình ảnh tốt nhất trong lòng bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và mình chỉ muốn nói thôi. Thực sự thì tình cảm của mình sẽ nói lên tất cả. Cảm ơn bạn. Hết giờ. Chúc mừng em đã vượt qua một phút với rất nhiều những thông tin dễ thương. Bây giờ là 30 giây tiếp theo. Không nói mà chỉ hành động. Hãy lựa chọn hành động nào tinh tế và đáng yêu nhất để mang nhiều cảm xúc. 30 giây bắt đầu.
chưa? Tôi kêu cô cậu hành động thôi mà cô cậu đi quá trớn vậy. Còn nói cái gì cho nhau thì thầm mùa xuân gì ở đây nè. Muốn gì thì cũng phải. Gia đình người ta còn ngồi ở dưới. Nay chỉ chúc mừng em đã vượt qua 1 phút 30 giây. Dạ thưa mẹ, con trai mẹ hoàn thành xong rồi. Bây giờ mẹ có 1 phút, mẹ thuyết phục thêm nhà gái nha. Dạ mời mẹ bắt đầu. Đó con thấy chưa, cô đã nói á, con cô là diễn viên nổi tiếng, con cũng là diễn viên và là người mẫu. Hai đứa kết hợp lại, cô tin chắc chắn rằng hai đứa sẽ nổi tiếng. À, chị xin chào họ nhà gái. À, họ nhà gái thì hãy yên tâm một điều, không phải ai là diễn viên à, nổi tiếng đẹp trai cũng đều à, không chung thủy. Yeah. Riêng đặc biệt con của cô truyền thống gia đình, dù làm nghề gì chung thủy là số 1. Hey. À, và còn một điều thế này nữa, à, sau này à, hai cháu thì cũng sẽ phát triển về phía sự nghiệp, thì gia đình mình, hai bên gia đình cũng không cần phải lo, thì là các cháu đã là có một cái danh trong vấn đề sự nghiệp rồi, thì cha mẹ nào cũng yên tâm khi con mình đã trưởng thành. Đó thì cũng đó là một cái điều là nhà gái hãy yên tâm vấn đề đó. Dạ. Dạ cảm ơn mẹ nhà trai rất nhiều. Thưa nhà gái, như vậy chúng ta đã lần lượt gặp ba cậu con trai gia đình nhà trai hết rồi. Quan trọng là chúng ta sẽ cân nhắc như thế nào khi lần này chúng ta biết được diện mạo, lời ăn, tiếng nói và cả hình thức bên ngoài của các bạn. Vậy thì tạm chia tay với cậu con trai nhà số 4 để chúng ta cùng đến với quyết định của nhà gái. Bạn vào trong nhé, cảm ơn. Thật ra thì anh muốn hỏi, qua sự tương tác của ba chàng trai vừa rồi, em có cảm xúc hay không? Dạ có. Có hả? Quan trọng là em phải có cảm xúc nha. Yeah. Tại vì phần này là phần muốn trao gửi những cảm xúc chân thành cho mình. Mình không có cảm xúc là không được. Có cảm xúc là tín hiệu mừng, phải không? Yeah. Chúc mừng em về điều đó. Bây giờ thưa mẹ, mời mẹ và hai thành viên của nhà gái chúng ta cùng bàn luận để đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian hội ý bắt đầu. Thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Để xem mẹ nhà gái sẽ đưa ra quyết định quan trọng tiếp theo như thế nào. Dạ, mời mẹ nhà gái đứng dậy. Hãy cho chương trình được biết đâu là gia đình mà mẹ tiếp tục dừng cuộc chơi. Mời mẹ. Bên gia đình nhà gái xin được dừng cuộc chơi với gia đình số 1. Cho phép nhà gái cho tôi được trình bày một số ý kiến à. Thì thật ra sự ra gia đình chúng tôi là gia đình gia giáo, có nề nếp. Là con tôi cũng là cậu chàng trai rất tốt, có ăn học và hiểu biết kinh doanh. Cho nên bây giờ mà tôi thấy là nhà gái mà có quyết định gọi như vậy thì tôi cũng là thấy là nó hơi bất ngờ. Và tôi cũng mong là nhà gái nên suy nghĩ lại cái quyết định này và có thể là thay đổi. Dạ, lý do vì sao nhà gái lại dừng cuộc chơi với nhà số 1 ạ? Rất là tiếc là tôi thấy bên gia đình nhà trai số 1 có rất là nhiều ưu điểm, rất là được, nhưng có một vấn đề là thì các cụ vẫn nói rằng là đấy thì lấy chồng thì phải chọn giống, thì tôi sợ các cháu sinh ra con nó thấp bé giống bố nó, nên là tôi xin lỗi, tôi xin lỗi gia đình số 1. Nhà trai số 1 thấy sao ạ về lý do này? Cái lý do bên nhà gái đưa ra thì nó cũng hợp lý lắm. Thường từ bây giờ đa số như vậy, nam nữ cao thấp với nhau có chuyện bình thường, đâu có là phải là bắt buộc là người nam phải cao hơn người nữ hoặc là người nữ phải thấp hơn người nam. Cái đó là suy nghĩ nó là hơi xưa rồi. Bây giờ cả trên thế giới bây giờ đã nhìn thấy rồi, có những cặp người vợ thì cao liêu nghêu, chồng có thấp nhưng mà họ vẫn đến với nhau, họ vẫn sống với nhau bình thường. Yeah. Cho nên tôi nghĩ là nàng gái nên suy nghĩ lại cái ý kiến này đi, suy nghĩ lại rồi có thể là thay đổi được cái suy nghĩ này. Yeah. Rất là tiếc bởi vì thực sự mỗi người có một quan niệm khác nhau.
thì bản thân con gái tôi và gia đình đấy đều yêu thích sự cao lớn, đó là sở thích riêng. Cũng rất là mong chú rể sẽ có những bạn gái khác đấy hợp duyên hơn. Dạ. Rất là xin lỗi. Rất tiếc ạ. Dạ. Cho anh hỏi nè, với riêng em thôi nha, em có mong muốn bạn trai của mình phải cao hơn mình không? Hay là cao thấp gì cũng được? Đối với quan điểm của em ấy thì chiều cao không quan trọng. Chiều cao không quan trọng. Quan trọng là bạn ấy hiểu mình. Quan trọng bạn ấy hiểu mình. Đâu đó anh đang thấy mình đã không. Dạ. Nhà gái hội ý lại ạ. Dạ. Xin mời nhà gái hội ý. Sau khi tôi cũng qua như là tôi cũng rất là thương con tôi và tôi cũng muốn để cho cháu có thêm một cơ hội nữa thì tôi cũng có một cái quyết định xin được dừng cuộc chơi với gia đình số 4. Thưa mẹ, rõ ràng là em cũng đang bàng hoàng với quyết định của mẹ. Từ đâu mà mẹ lại đổi không dừng cuộc chơi với nhà số 1 mà lại dừng cuộc chơi với nhà số 4 thưa mẹ? Thứ nhất, tôi thấy con gái tôi nói chiều cao thì cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng ở gia đình số 4 thì cháu cùng là diễn viên thì thực ra tất cả những người khi có cùng ngành cùng nghề đấy mà lại làm thường làm cùng nhau đấy thì cũng không hay. Đó mà con trai của gia đình số 4 tôi thấy rất đẹp trai và cũng rất là lãng tử, mà điều này cũng khá nguy hiểm cho cái hạnh phúc của con tôi, nên tôi rất là tiếc. Em có đồng ý với quyết định của mẹ em hay không? Tại vì nếu trong vòng này em cảm thấy em mến người đó, em muốn người đó vào vòng trong, thì em có quyền thuyết phục mẹ giữ lại và đổi người khác. Nghề nghiệp không quan trọng. Quan trọng là mình có cảm xúc với người kia hay không. Vậy em có cảm xúc hay không? Hình như là em với bạn đã có gặp nhau ở đâu rồi. Có gặp nhau ở đâu rồi? Có, hình như có gặp ở đâu rồi, thấy khá là quen. Em muốn tìm hiểu thử xem là em với bạn đã gặp nhau ở đâu. Vậy em có muốn giữ bạn vô vòng trong không? Có. Dạ, có. Hãy nói với mẹ. Em muốn hỏi khán giả thì xem có cùng ý kiến với em không? Mời em khán giả đây rất là. Khán giả có cùng quan điểm với em không ạ? Khán giả có muốn giữ bạn số 4 lại? Vậy thì mọi người cho em động lực để khuyên mẹ em nhé. Thì con biết là mẹ muốn tốt cho con. Tình cảm ấy thì con cũng muốn là theo suy nghĩ của con và cảm nhận của con. Con mong mẹ sẽ suy nghĩ lại. Vì con biết là mẹ sẽ hiểu con. Mẹ rất là hiểu con, nhưng theo cái trải nghiệm của cuộc sống ấy, thì tất cả những người sống theo cảm xúc thì cũng sẽ rất là hay bị thất bại trong hạnh phúc. Nhưng không có cảm xúc không thể nào duy trì hạnh phúc gia đình được thưa mẹ. Khi cảm xúc yêu thì cũng tốt đấy, nhưng mà cái người khi yêu thì cũng rất yêu mà gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau thì đến lúc đó đấy nó cũng sẽ rất là đau đấy con. Thật ra khi người ta yêu người ta chấp nhận mẹ. Khi yêu nó chấp nhận, nhưng khi về lấy nhau rồi đấy thì gạo nấu thành cơm nó lại khác. Bởi vì trong xã hội thì tất cả những
diễn viên lấy nhau thì 99% là tan vỡ. Dạ không ạ, không đến 99% ạ. Số liệu này từ đâu ra? Đồng ý với mẹ, có những cặp diễn viên nổi tiếng đã tan vỡ, đồng ý với mẹ, nhưng không phải là 99% như con số đó. Có những gia đình vẫn rất hạnh phúc nữa mẹ. Thì cũng có thể là số liệu mẹ nói nhầm, nhưng mà khả năng cao như thế là rất rất đúng. Quyết định cuối cùng của mẹ vẫn là không thay đổi. Chương trình tôn trọng. Em. Dạ. Sao? À, em thấy cảm thấy sự lựa chọn của mẹ không cùng ý với em cho lắm. Em thấy sự lựa chọn của mẹ không có cùng với sự lựa chọn của em, nên là sự lựa chọn của mẹ em vẫn thấy là không trùng khớp với mong muốn của em, đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà thôi thì mẹ có nghe em vừa nói câu gì không ạ? Em thấy là sự lựa chọn của mẹ không phải là sự lựa chọn của em. Có người mẹ nào thôi, con thích thì con cứ theo ý con. Mẹ đang giận à? Thôi thì mọi cái thì dù sao đấy thì cũng là do chọn ai, yêu ai thì cũng tất nhiên là chỉ là con thôi thôi. Nên là nếu con nói vậy thì mẹ chiều theo ý con. Rất xin lỗi mẹ nhà gái, là tại vì thật ra riêng bản thân đứng ở góc độ của Phương Hiếu đi, Hiếu chỉ nghĩ rằng đơn giản là nếu mà em không ra sức thuyết phục thì thôi, em không chia sẻ về cảm xúc của em thì thôi. Tại Hiếu biết á, đối với con gái và con trai á, con gái sống theo cảm xúc rất nhiều, con trai đôi khi lý trí một chút, nhưng con gái chắc chắn là sống theo cảm xúc khá là nhiều. Và khi mà một người con gái nào đó có cảm xúc với một người con trai, đó hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc cá nhân, và họ có cảm xúc họ mới nói họ có cảm xúc. Cho nên Hiếu biết là mẹ đang giận, mẹ đang thôi thì con chọn thì con chịu, Hiếu biết điều đó. Nhưng mà rất mong mẹ hãy luôn luôn tư vấn cho em, đồng hành cùng với em, chứ đừng bỏ rơi em. Tại vì thấy mẹ có vẻ mẹ giận quá. Mời mẹ, ý kiến của mẹ cuối cùng là. Tôi rất là xin lỗi là bây giờ tôi sẽ dừng cuộc chơi với gia đình số 1. Dạ, nghĩa là vẫn quay trở lại lựa chọn ban đầu phải không ạ? Dạ, thưa ba nhà trai số 1, mong ba rất thông cảm, tại vì như ba thấy đó, khi ba lên tiếng trong lần lựa chọn dừng cuộc chơi đầu tiên, mẹ nhà gái đã suy nghĩ lại và đổi dừng cuộc chơi với nhà số 4 rồi. Nhưng mà do người trong cuộc, đây chính là Lan, đã lên tiếng thuyết phục mẹ mình để giữ lại, cho nên bắt buộc mẹ phải giữ lại phương án dừng cuộc chơi ban đầu là nhà mình. Mong ba thông cảm. Chắc là lúc này chúng ta cũng nhiều cảm xúc phải không ba? Dĩ nhiên rồi. Con của nhà gái đã không chấp nhận con tôi thì tôi cũng xin chấp nhận, tôi cũng vui. Tại vì đây cũng là một cái kinh nghiệm, như tôi dẫn con tôi đến đây cũng như để nó trải nghiệm được thế nào là cuộc sống, thế nào để nó có sau này, nó có cơ hội để tìm được một bạn gái tốt cho nó. Dạ, cảm ơn ba nhà trai rất nhiều. Và nói gì nữa thưa quý vị, khi mà những người lớn đã thấu hiểu nhau thì con trẻ dù có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là con. Cho nên hãy gặp gỡ lại cậu con trai gia đình số 1 để gửi lời chào đến quý vị. Xin mời. Dạ, mời ba xin tay ạ. Chắc là Lan phải nói điều gì đó với bạn, với ba của bạn. Vì cái quyết định của mình đã làm xáo trộn cảm xúc của nhà trai một chút xíu. Thật sự thì cũng cảm ơn gia đình. Cảm ơn bạn đã chấp nhận sự lựa chọn này. Bởi vì thì cũng như mọi người biết thì tình cảm ấy không thể nào mà từ chối, không thể chối bỏ được. Dạ. Dạ, nên là mong bên nhà trai hiểu cho. Dạ. Dạ. Chúc mừng ba, đầu tiên là có cậu con trai quá tuyệt vời. Cảm ơn ba và em đã đến với chương trình.
vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hại món bảo bối đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình nữ chính sẽ chọn ra một chàng trai phù hợp và đạt tiêu chuẩn trở thành con rể của mình. Nhưng cuối cùng cô gái vẫn lên tiếng và nêu cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Thưa quý vị, thông gia song đấu với vòng quyết định cũng mang tên thông gia song đấu. Đây chính là phần mang lại nhiều cảm xúc nhất chẳng những cho tại sân khấu này mà còn cho khán giả theo dõi qua truyền hình. Ngay bây giờ, mời hai bạn nhà trai về vị trí sân khấu để chuẩn bị đón báu vật cùng con trai của mình. Thưa quý vị, ngay lúc này trên sân khấu, hai bạn nhà trai đã sẵn sàng rồi. Chúng ta cùng tò mò và cùng xem hai món báu vật mà họ mang đến ngày hôm nay là gì. Cùng gặp gỡ lại hai cậu con trai của hai gia đình. Xin mời. Rồi. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này, hai chàng trai đã quay trở lại cùng mẹ của mình với hai món báu vật trên tay. Cũng có sự khác biệt nhỏ nhỏ phải không ạ? Mình nhìn từ xa mình thấy phải không ạ? Chưa biết đó là gì thôi. Bây giờ thưa hai mẹ, theo quy định của chương trình thì người dẫn chương trình sẽ được phép khám phá xem báu vật của mình là gì để gợi ý cho nhà gái nha mẹ nha. Hiếu xin phép đứng gần với gia đình của nhà số 2. Mẹ có thấy nãy giờ là người ta tranh giành đổi qua đổi lại nhưng không đụng tới gia đình mẹ chưa? Đúng không? Số 1 với số 4 nãy giờ người ta có cân nhắc nhưng mà số 2 là người ta vẫn giữ nguyên đó. Phải không mẹ? Tự nhiên cái mình thấy mình có giá vậy sợ. Tự tin. Tự tin. Nó nhìn lại mình còn yên yên chứng tỏ là mình có cái gì đó. Dạ, rồi bây giờ Hiếu xin phép khám phá nha. Dạ. Rồi. Mẹ nhà gái thân mến, khám phá ở vòng rìa bên ngoài thì không thấy gì cả. Sâu vô trong mẹ ha. Vẫn chưa thấy. Chắc phải sâu hơn. Thưa mẹ, đó chính là một đoạn dài nhưng hơi nhỏ, khoảng tầm 10 đến 12 cm thôi. Đường kính thì hơi bé nha, chắc khoảng tầm 0,5 hay là 1 cm gì đó. Nhỏ dữ gì em. Dạ, à mẹ ơi mẹ, nó không chỉ nhỏ đều với nhau mà nó bự dần về cuối mẹ. Bự dần về cuối. À, phần cuối cùng nó lại ra một khúc khác nữa. Và khúc này đăng đưa được mẹ. Là khúc này có thể lúc dài, lúc ngắn. Mẹ đoán được gì chưa? Trời ơi, con diễn tả tới đó rồi đó. Mẹ đoán là đồng hồ. Đồng hồ. Em trai đoán là gì? Đoán là kim tiêm. Kim tiêm. Em gái? Em đã ý kiến giống bạn nam. Là kim tiêm. Không lẽ ông muốn chích filler mà mẹ vợ? Để coi. Thật ra Hiếu biết cái gì rồi. Đúng là rờ thấy. Biết điều đó rồi. Thưa quý vị, một chàng trai thích làm đẹp cho các cô gái, tiêm filler cho các cô gái để xinh đẹp hơn, lại là có cửa hàng mỹ phẩm nữa, cho nên anh ấy đã mang đến đây cùng với mẹ của mình, đó chính là Dạ, thưa mẹ nhà trai, mình với con trai của mình thì biết là nghề nghiệp của em là tiêm filler rồi. Dạ, nhưng mà mang kim tiêm tới, họ biết là để tiêm cái gì hay là để gửi gắm thông điệp gì? Mời mẹ trình với gia đình nhà gái ạ. Xin mời. Đây có phải là duyên thiền định không? Khi mà con gái làm bên ngành diễn viên điện ảnh
thì mình sẽ theo thời gian mình sẽ bị cái luật đào thải, là thời gian nó khắc nghiệt lắm, nó làm cho mình già xấu. Dạ đúng. À, mà nếu mà theo cái ngành nghề của con là phải đẹp, phải luôn luôn trẻ đẹp để cạnh tranh, thì nhờ cái kim tim này của con, của cô, lúc nào con cũng được trẻ đẹp để mà làm nghề. Dạ. Thì còn gì bằng nữa. Cảm ơn mẹ nhà trai số 2. Bây giờ chúng ta cùng khám phá nhà trai số 4. Dạ. Dạ thưa mẹ, cho phép Phương Hiếu nha. Nhô lên phải không ạ? Đây là vật hình khối rõ ràng, không phải bàn nữa. Cứng ạ. Có khối này, khối nọ, khối kia nhiều lắm ạ. Tròn tròn, có một ống tròn cứng khoảng 3-4 cm, kết nối với một bộ phận gần như là hình khối chữ nhật. Có một tay cầm. Có những nút nho nhỏ trên tay cầm đó. Đó là gì? Mời nhà gái. Mời mẹ. Mẹ đoán là gì? Một phần hình tròn kết nối với một hình khối hình chữ nhật, có phần tay cầm và có nút bấm. Khán giả có đoán được gì không ạ? Micro. Nó là cái micro. Lần đầu tiên tôi thấy khán giả chương trình kỳ lạ. Hình tròn kết nối với hình khối chữ nhật, có tay cầm, có nút bấm. Đành đạn nói micro, tức dễ sợ. Anh mở nha. Cái này rất quen thuộc với cả hai bạn. Đó chính là à, trời. Phải không ạ? À? Nè, hình tròn nè, kết nối hình khối chữ nhật nè, tay cầm nè, nút bấm nè. Trời đất ơi, tôi diễn tả tới vậy luôn rồi đó. Thiệt tình tức luôn á. À, dạ. Mời mẹ nhà trai cùng trình với nhà gái vì sao mình mang chiếc máy chụp hình để trình với nhà gái. Xin mời mẹ. À, thì cũng xin chào họ nhà gái. Vì sao mà mình con mình nó mang cái này? Đó là vì hai cháu là cùng là nghề diễn viên. Dạ. Khi mình đi đến đâu, mình sẽ lưu lại những khoảnh khắc mình đã diễn. Đúng vậy. Để làm kỷ niệm khi mình về già. Đó. Mà cái này là cái đáng nhớ nhất của hai cháu trong mỗi chặng đường hai cháu hoạt động. Dạ. Đó. Nó hỗ trợ cho hai cháu rất là nhiều. Còn gì nữa không ạ? Thì ngoài cái hỗ trợ này ra, nó cũng là một cái sự gắn kết để khi mà mỗi khi hai cháu đến một cái địa điểm này, một cái địa điểm kia, hai cháu nhớ lại à ngày xưa là anh với em đến đây nè. Dạ. Mình đã từng có những cái kỷ niệm ở cái trường quay đó. Dạ. Cảm ơn mẹ nhà trai số 4, một tràng vỗ tay được không ạ? Thưa quý vị, hai trường phái gia đình hết sức thú vị. Một gia đình mang đến đây cam kết về vẻ đẹp của tương lai, thanh xuân rực rỡ của tương lai. Một người mang đến một thiết bị để ghi lại những cảm xúc của quá khứ và hiện tại. Đừng rời mắt khỏi màn hình. Sau phần trình báo vật xong thì hai nhà trai sẽ cùng bắt đầu đối chất để đưa ra quan điểm vì sao nhà gái không nên lựa chọn cậu con trai gia đình đối phương. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với thời khắc quyết định của chương trình ngày hôm nay khi hai nhà trai bắt đầu đối chất để thuyết phục nhà gái không chọn cậu con trai gia đình đối phương. Ngay bây giờ, trước phần thuyết trình này của hai nhà trai, xin mời nhà gái chúng ta cùng đứng dậy để lắng nghe thật kỹ và chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian dành cho hai nhà trai thực hiện màn thông gia song đấu bắt đầu. Xin chào mẹ nhà gái. Theo em nghĩ là chị không nên chọn bên nhà của đối phương là của em là mẹ số 4. Bởi vì hai bé nó cùng nghề với nhau. Khó lắm. Già chạm đủ thứ hết á. Rồi sắp tới đây nè. Đàn bà lấy nhau về là sanh đẻ rồi mau già. Chính vì cái máy đó đó mới là hại. Xem lại thấy con vợ mình lúc trước nó đẹp, bây giờ nó già nó xấu. Bỏ.
hài lòng đổi dạ hơn nữa vì cái ngành nghề của cậu ta nữa, tiếp xúc với diễn viên đẹp trẻ nhiều. Nhưng mà riêng con em là khác nha, vợ xấu đem lên chết trẻ, trẻ hoài theo năm tháng. Nên chị nên chọn con trai của em. Nói chung là chào chị họ nhà trai số 2 và chào nhà gái. Cái chị nhà trai số 2 nói thì cũng có một phần đúng. Nhưng về phần họ nhà gái, nhà trai số 4 của tôi á, hai cháu cùng một nghề, tương trợ với nhau rất là nhiều. Từ trên con đường đi, sự nghiệp. Ví dụ như vợ đi làm mà không có chồng đi, về khuya, về đêm, về hôm thì ai là người bảo vệ cho vợ? Cái sắc đẹp của người phụ nữ mình lúc nào cũng đẹp. Tuổi trẻ đẹp theo tuổi trẻ, tuổi già đẹp theo tuổi già. Về già mình vẫn đẹp cái nét đẹp của người tuổi già, chứ không phải là mình trẻ hoài, không phải vậy. Tại vì không ai cũng phải có lão quá, ai cũng phải từ trẻ tới già và mất đi. Thì cái nét đẹp của người vợ đẹp theo thời trẻ nó khác, đẹp thời trung niên nó khác, đẹp thời lớn tuổi nó khác, chứ đâu phải trẻ hoài là được. Cái đó là cũng không đúng đó. Là cùng một nghề với nhau thì nó rất là hay. Hai cháu đều hiểu biết nhau hết. Đi làm về khuya về sớm gì hai cháu cũng tương trợ với nhau, không nghi ngờ nhau. Đó là một cái điều rất là tốt. Nó tại sao là họ nhà trai nó là không nên chọn nhà họ nhà trai số 4. Không được, phải chọn số 4 thôi. Chị biết không, thí dụ như đàn bà phụ nữ bình thường không sao, nhưng mà bé này là diễn viên, không được xấu, không được già, phải trẻ đẹp và hoàn hảo trước mặt của công chúng. Bởi vì mình là người của công chúng, lúc nào mình cũng đưa mặt mình ra trên ống phim với lại truyền hình, cho nên mình không được xấu, mình không được già như những người phụ nữ bình thường. Dạ hết. Đúng một phần, mà phần còn lại cho mình có ý kiến. Bây giờ mình ví dụ như những diễn viên nổi tiếng, chị Lệ Thủy nè, cô Kim Cương nè, bây giờ cổ sao? Cổ vẫn già, nhưng mà nét già của cổ không phải là nét già của người thường, nét già của người nghệ sĩ. Nó lại mặn mà, nó lại hay hơn. Người ta nói gừng càng già càng cay. Nó rõ ràng vậy, chứ không phải ai mà nói là trẻ hoài, diễn viên trẻ hoài là không đúng. Mình trẻ, mình lớn tuổi, mình lớn tuổi thay vì cái người thường mình 60, nhìn nó khác. Cái người diễn viên 60 nhìn nó khác. Đó là một cái quan điểm của mình là như vậy. Mà vợ chồng sống với nhau không quan trọng là trẻ già, quan trọng là hợp nhau, hiểu nhau, thấu hiểu nhau để mà đi đến tương lai, chứ không phải là già hay là trẻ. Dạ em xin lỗi chị nha. Nếu mà chị đem nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy với lại nghệ sĩ nhân dân Kim Cương ra để mà nói thì em cũng xin lỗi hai nghệ sĩ lớn, là người nào cũng có sử dụng đến thẩm mỹ viện hết. Họ mới được như vậy so với những người cùng trang lứa, những bài dưới quê. Có một câu chuyện vui kể cho Hiếu nghe nha. Trong showbiz ai cũng biết á, cái cô Lệ Thủy cô lên cô hát ở dưới Long An á, thì có một bà cụ lồm khồm đi lên đó: con ơi con, má tặng con cái này. Hỏi ủa má năm nay nhiêu tuổi? Má 60 tuổi. Dạ má nhỏ hơn con 5 tuổi. Tại sao tôi phải kể câu chuyện này với mọi người là tại sao? Là cô Lệ Thủy cũng có phải dùng những cái liệu trình để làm cho mình kéo dài cái tuổi thọ, kéo dài cái sắc đẹp của mình, chứ không phải còn là tự nhiên. Dạ dạ xin hết. À xin phép chị, nếu mà chị nói về cái nét đẹp tự nhiên thì con chị hiện tại cũng không đãi là để tạo cho con dâu chị tự nhiên. Kim chích mà mình chích vào nó không phải là tự nhiên nữa. Cái đó cũng là một cái phương pháp để giữ cái tuổi xuân đó. Chứ còn nói thật ra cái người diễn viên hay không diễn viên, trẻ hay là do cái cách sống của mình. Thí dụ mình suy nghĩ thoải mái, mình sống lạc quan, yêu đời thì mình sẽ lâu già thôi đó. Rõ ràng như vậy. Dạ em xin nhắc lời chị một lần nữa. Dưới ánh mắt của bao nhiêu khán giả, bao nhiêu máy móc đèn ở đây, hãy nhìn kỹ, soi cho kỹ. Hai mẹ con em là đều đẹp tự nhiên, không có sửa một cái thẩm mỹ viện nào hết. Chỉ có chích filler vô là làm cho mình căng da mặt mình thôi. Còn tất cả những cái nét là tự nhiên. Mắt, mũi, miệng, hai mẹ con tự nhiên.
Cho mình xí một cái nha. Hai mẹ con cái đình số 4 cũng tự nhiên U62 rồi đó. Dạ. Em cũng nhắc lời bên Phương nhà này nha. Phương đẹp vì sao? Thể dục thể thao khiêu vũ đây. Dạ em cũng nhắc lời chị là bên mẹ con chị là tuyên bố là diễn viên điện ảnh. Nhưng mà em xin lỗi nha, hãy nhìn vô cái gu thời trang của thằng con em và cái gu thời trang của diễn viên điện ảnh nổi tiếng coi, thì hãy thấy là hai cái gu như thế nào. Dạ xin hết. Quý vị khán giả ơi, thấy gu gia đình số 4 mà mua dê không? Giống Hàn Quốc không ạ? Dạ gia đình em không cần giống Hàn Quốc. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Không có ngoại lai. Việt Nam muôn năm. Dạ. Mát đêm Việt Nam, Việt Nam là muôn năm mãi đỉnh. Dạ. Rồi. Bắt tay mẹ cái nào. Cảm ơn mẹ. Dạ hai mẹ dễ thương quá. Thật ra quý vị, kiếm ở đâu ra những màn tranh luận mà dễ thương như vậy? Họ có cãi nhau đâu, lịch sự, văn minh, xin lỗi nhau, dành lời nhau nói nhưng vẫn xin lỗi nhau rõ ràng, không có cãi nhau chợ búa ngoài trời, thể hiện quan điểm của mình một cách lịch sự như vậy. Rõ ràng chúng ta có quyền bên con trai chúng ta một cách lịch sự như vậy mà, phải không ạ? Cảm ơn hai người mẹ tuyệt vời, một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Và hy vọng rằng mẹ nhà gái hãy cân đo đong đếm thật kỹ. Đối với Phương Hiếu, góc nhìn của mình, hai chàng trai này, chàng trai nào cũng xứng với con gái mẹ trơn á. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Ngay bây giờ, trước khi nhà gái đưa ra quyết định, chúng ta cùng xem là hai cố vấn hai bên nghiêng về chàng trai bên nào. Em thì lại thích gia đình số số 2. Số 2. Tại sao? Em thích trai đẹp. Em thích trai đẹp. Và yêu cái đẹp. Và yêu cái đẹp. Dạ. Dạ, con à, dạ cô sao? Một bên đó chính là con gái cô đã thuyết phục cô giữ lại. Một bên nãy giờ cô và cả con gái cô đều chưa bao giờ muốn dừng cuộc chơi với gia đình này. Dạ. Chứng tỏ rằng một bên tám lạng, một bên nửa cân. Dạ. Người ta nói là kẻ tám lạng người nửa cân, chứ thật ra cũng không có cân xứng đâu. Dạ. Tám lạng với nửa cân chênh lệch cũng nhiều. Dạ. Mời cô. Cô muốn đặt câu hỏi gì cho con cô không ạ? Mẹ muốn hỏi con bây giờ, con muốn mẹ có một người con rể như thế nào? Về hình thức, về hay là về lý trí, tình cảm? Thì con biết bây giờ mẹ đang bị rối bởi vì vòng trước. Thì vòng này thì con vẫn tôn trọng quyết định của mẹ. Vòng hồi nãy có thể em ra sức thuyết phục mẹ, nhưng vòng này như mẹ thấy đó, con em đang chờ đợi. Yeah. Con vẫn nghe theo và sẽ nghe theo sự lựa chọn của mẹ. Mẹ cứ đưa ra cái lựa chọn của mẹ. Yeah. Vì con biết là mẹ sẽ có một lựa chọn đúng đắn. Em đang tôn trọng mẹ và muốn nghe lựa chọn của mẹ. Thực ra trong lúc này mẹ cũng rất là băn khoăn vì sự lựa chọn của gia đình số 4 thì mẹ cũng rất là e ngại về nghề nghiệp.
Và gia đình số 2 thì cũng là một gia đình có rất là nhiều điểm cộng, rất là tốt, nhưng có một cái băn khoăn là con rể tương lai mà làm cái nghề phẫu thuật thẩm mỹ thì chắc là sẽ rất là yêu thích sự vẻ đẹp hoàn hảo. Mà mẹ cũng hơi lo ngại là nếu con mẹ vào đây thì sẽ bị trở thành một con búp bê không tuân theo quy luật của tự nhiên. Dạ. Nên là cũng hơi lo ngại. Dạ mẹ, mẹ cứ quyết định đi ạ. Mẹ sẽ chọn gia đình số 2. Nghĩa là mẹ vẫn chọn gia đình số 2 vì có nhiều điểm cộng. Nhưng cái khúc mắc mà mẹ sợ không phải là một con búp bê, hay là con búp bê là do con gái, mẹ tin con gái mẹ làm được điều đó. Chốt quan điểm, chúc mừng gia đình số 2. Dạ. Mẹ nhà số 4 thấy sao ạ? Con mình thì nói chung là thí dụ không có duyên với cháu này thì cũng sẽ có duyên với lại cháu khác. Đó là rõ ràng. Rồi thì cũng cảm ơn gia đình nhà gái rất là nhiều. Rất là cảm ơn gia đình số 4 đã thông cảm và hiểu cho gia đình nhà gái. Dạ, cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ đến đây một năng lượng rất là dồi dào, đã mang lại rất nhiều chia sẻ. Thật sự là mình cứ nghĩ rằng là chắc tới vòng này đúng mình rồi. Đã được quyết liệt giữ lại trong vòng vừa rồi đúng thì rồi. Vòng này mình sẽ giành chiến thắng phải không mẹ? Nhưng mà cô con gái kia vẫn im lặng, chắc là có lý do. Dạ thôi thì chúc mẹ và em tiếp tục phát triển công việc của mình thật tốt ha. Dạ. Có nhiều sản phẩm hấp dẫn gửi tặng đến khán giả cũng như phục vụ cho khán giả của mình, và chúc mẹ nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn mẹ và em đến với chương trình. Dạ, cảm ơn xin hiểu. Chúc mừng em và mẹ nhà gái đã lựa chọn sau khi cân nhắc rất đắn đo. Bây giờ là thời khắc quyết định. Sau tiếng đếm 1, 2, 3 của Phương Hiếu, nếu như cô gái này đồng ý với lựa chọn của mẹ thì bạn ấy sẽ di chuyển qua đây, Lan sẽ đứng cạnh em. Xem như màn tác hợp ngày hôm nay thành công tốt đẹp, đồng nghĩa với việc Lan đồng ý với lựa chọn của mẹ mình. Còn nếu như sau tiếng đếm 1, 2, 3 Lan không di chuyển, nghĩa là Lan không đồng ý với lựa chọn của mẹ mình. Đã một lần cô ấy không đồng ý với lựa chọn của mẹ mình rồi. Và ngay trong vòng này, mẹ cô ấy lại dừng cuộc chơi tiếp tục với một chàng trai mà cô ấy đã thuyết phục ngay từ vòng ngoài. Vậy thì liệu rằng kết quả đã ngã ngũ hay chưa? Chúng ta cùng chờ xem. Lan, chuẩn bị đưa ra quyết định nha. 1 2. Em có điều muốn nói. Mỏi chân quá, mỏi chân. Là em không muốn chọn bạn này, em muốn chọn bạn khác hả? Không. Nếu mà em sợ sau khoảnh khắc này thì nó sẽ quá muộn rồi. Thực ra cái lý do mà để mà em làm bạn thân của Lan từ lúc đấy đến bây giờ là bởi vì em muốn theo đuổi Lan. Thì em muốn thông qua chương trình này để tỏ tình với Lan. Gì vậy? Mời em. Thì tớ thích cậu lâu rồi. Tớ muốn thông qua chương trình lần này để bày tỏ hết tấm lòng của tớ với cậu. Cậu có muốn đồng ý làm người yêu của tớ không? Cậu có thấy đường đột quá khi như vậy không? Làm như vậy. Cậu có nghĩ là cậu sẽ bị từ chối không? Không. Cậu có biết tại sao mà chúng ta quen nhau lâu như vậy mà chúng ta vẫn giữ ở cái mối quan hệ là bạn? Tại sao? Thì đó là câu trả lời của mình. Bởi vì mình chỉ coi cậu là một người bạn của mình thôi.
sự lựa chọn của mình đó là chúc quý vị và các hồng thành công. Hay à, bạn thân bao nhiêu lâu rồi? 3 năm. 3 năm. Con gái á, rất là nhạy cảm. Chỉ cần em tỏ ra quan tâm, có thái độ chăm sóc, người ta đã biết mình có tình cảm. Nhưng mà người ta vẫn giữ cái mối quan hệ bạn bè chắc chắn là có lý do. Hôm nay đồng ý lên chương trình là do em muốn đi theo hay là như thế nào? Em muốn nhân cơ hội này để nói ra những lời cuối cùng trước khi em bay về Bắc. Trước khi bay về Bắc? Cái này em không biết luôn. Là bay về Bắc luôn đó hả? Tỏ vâng. Tình được ăn cả ngã về không? Đúng rồi. Được thì ở lại thành phố Hồ Chí Minh, còn không thì bay về Bắc. Đúng rồi. Câu từ chối của em giống như là việc chia cách tình bạn luôn rồi đấy. Em thật sự là không muốn như vậy. Không sao cả. Thật ra thì tình yêu mà, chúng ta dễ hiểu lý do vì sao mà ngay từ đầu chương trình cứ hễ mời bạn nhận xét về các chàng trai thì bạn đều nói rằng không phù hợp. Thì ra là có lý do. Vết thương rồi sẽ lành. Dạ. Nhưng tình bạn là mãi mãi. Vâng. Thôi thì bữa nay không được thì thôi, mình vẫn dõi theo làm bạn, chứ đừng bay về Bắc vội quá nha. Cho em xin phép bắt tay bạn một cái được. Cảm ơn bạn ơi. Mẹ ơi, lên sân khấu đi ạ, để chúc mừng với con gái mình ạ. Thưa quý vị, thật ra mà nói cuộc sống này tôi cứ ngỡ là chúng ta dễ dàng đoán trước được những diễn tiến sẽ xảy ra với những gì ở hiện tại. Nhưng không, thưa quý vị, cứ tưởng rằng cậu con trai gia đình số 4 mới là cậu con trai được Lan lựa chọn. Và trái ý mẹ mình để giữ bạn ấy lại một lần nữa cho đến cuối cùng. Nhưng không ngờ rằng cú quay xe này là vì sao vậy, thưa Lan? Vòng thứ 2 thì em thấy khá thiện cảm với hai bạn. Thì đến vòng thứ 3 thì khi mà nghe qua màn song đấu của mẹ, của hai mẹ, thì em thấy khá ấn tượng với mẹ của bạn thứ 2. Bởi vì là em rất thích một cái mẹ như thế. Về sau thì mình có sống mẹ chồng đó, thật sự là em thấy mẹ khá tâm lý. Nên em là quyết định chọn mẹ. Con dâu chưa gì, ủa là con dâu chưa ta, ủa tiện tôi rối vậy. Mẹ nhà số 2 như thế nào, nghĩ sao khi em nói như vậy ạ? Cạn lời. Cạn lời, trời, nước mắt luôn à. Lời nói từ trái tim đến trái tim. Dạ, bỏ tay thôi quý vị. Quý vị, chúng ta có một chiếc cầu nối nhỏ tại thông gia song đấu thôi, mà những cảm xúc trao cho nhau quá nhiều. Chúc mừng hai em kết đôi thành công với sự đồng thuận của hai mẹ. Và đặc biệt là hãy cùng tìm hiểu nhau thật kỹ để đưa đến những quyết định tuyệt vời hơn cho hạnh phúc lứa đôi. Và còn em, dù mình chưa thành công lúc này, nhưng bạn của mình luôn luôn xứng đáng được hạnh phúc. Và chắc bản thân em cũng cầu chúc cho bạn hạnh phúc, đúng không nào? Dạ đúng rồi. Chúc cho em cùng nhiều may mắn. Thưa quý vị, hy vọng với những cảm xúc tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi gửi trao cho quý vị để chúng ta cùng thư giãn tinh thần sau một tuần làm việc mệt mỏi. Đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và đây chính là sân chơi tình yêu thật tuyệt vời mang tên Thông Gia Song Đấu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Phương Hiếu chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại vào tuần sau. Like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.